Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp trên thế giới, người dân ở nhiều nơi có tâm lý chủ quan và thiếu ý thức phòng dịch cho bản thân và cộng đồng. Nhiều quốc gia đã thực hiện việc xử phạt nặng hành vi vi phạm luật phòng chống bệnh truyền nhiễm gây hậu quả cho cộng đồng. Các phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Trung Quốc, Singapore và Liên bang Nga sẽ thông tin chi tiết. Trước tiên là phóng viên Thái Bình tại Trung Quốc. Dư luận thành phố Bắc Kinh bức xúc trước sự việc hai công dân họ Liêu vào tuần trước đáp máy bay từ vùng dịch Italia về sân bay thủ đô Bắc Kinh trốn kiểm dịch, sau đó chẩn đoán bị COVID-19. Theo Hiệp hội Luật sư thành phố Bắc Kinh, hành vi của họ là che giấu ho, sốt, uống thuốc hạ sốt trước khi lên máy bay, cũng như điền không chính xác vào tờ khai y tế, đã đủ cấu thành tội cản trở việc phòng ngừa và điều trị bệnh truyền nhiễm. Khung hình phạt là 3 năm đến 7 năm tù. Còn những người đã được chẩn đoán bị COVID-19 mà từ chối cách ly lây lan dịch bệnh thì sẽ bị khép tội gây nguy hiểm cho an toàn công cộng, có thể bị phạt tù từ 3 đến 10 năm. Nếu hậu quả nghiêm trọng chết người, tổn thất kinh tế nặng nề, tuy mức độ có thể bị kết án hơn 10 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình. Khi tình trạng lây ngược từ nước ngoài vào Trung Quốc ngày càng gia tăng, thì các cơ quan chức năng của Trung Quốc đã mạnh tay xử phạt những hành vi gian dối trong khai báo y tế khi nhập cảnh. Theo các chuyên gia, thì việc khai báo trung thực không chỉ là nghĩa vụ, mà nó còn giúp cho các ngành chức năng có những biện pháp bảo vệ hợp lý cho sức khỏe của chính mình và cộng đồng. Thái Bình, phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Trung Quốc. Còn phóng viên Trần Khiên từ Singapore cũng sẽ cho biết về những biện pháp đồng bộ và mạnh mẽ đang được quốc gia này thực hiện để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. Theo đạo luật phòng chống bệnh truyền nhiễm Singapore, thì bất cứ công dân hay người được cấp thẻ thường trú vĩnh viễn tại Singapore khai báo y tế gian dối, cung cấp thông tin sai lệch về lịch sử di chuyển của mình hay vi phạm lệnh cách ly thì có thể phải đối mặt với mức phạt lên tới 10.000 đô la Singapore, tương đương với khoảng 169 triệu Việt Nam đồng, hoặc bị phạt tù lên đến 6 tháng hoặc cả hai hình phạt, và có thể bị tước thẻ thường trú và cấm nhập cảnh. Đối với những người có thẻ cư trú dài hạn sẽ bị rút thẻ và cấm nhập cảnh. Trong tháng 2 thì Singapore cũng đã tước thẻ thường trú vĩnh viễn của một công dân người nước ngoài vi phạm lệnh yêu cầu tự cách ly tại nhà. Trước đó, Singapore cũng đã rút thẻ lao động và cấm nhập cảnh đối với 14 trường hợp do vi phạm yêu cầu cách ly. Trong bối cảnh dịch bệnh do COVID-19 gây ra đang có những cái diễn biến hết sức là phức tạp, với cái tỷ lệ lây nhiễm rất là cao và số ca tử vong tăng, thì việc trung thực trong khai báo y tế và tuân thủ các yêu cầu của cơ quan chuyên trách đưa ra là rất quan trọng. Singapore đã cho thấy là họ quyết tâm đảm bảo việc thực hiện yêu cầu này. Còn tại Nga, những người đến vùng có dịch COVID-19 có thể phải đối mặt với án phạt lên tới 5 năm tù. Phóng viên Nhật Linh thông tin chi tiết từ Moscow, Liên bang Nga. Danh sách 11 quốc gia bị xem là vùng nguy hiểm của dịch COVID-19 đã được công bố tại Nga. Đó là Trung Quốc, Hàn Quốc, Iran, Pháp, Đức, Italia, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Anh, Na Uy và Mỹ. Tất cả những người trở về từ các quốc gia này buộc phải tự cách ly 14 ngày, kể cả khi không có triệu chứng của bệnh. Bất kỳ ai không tuân thủ quy định này sẽ phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật, với mức phạt có thể lên đến 5 năm tù giam. Hệ thống camera an ninh của Moscow được đưa vào sử dụng để kiểm tra và giám sát quá trình tự cách ly của công dân. Đến ngày 9 tháng 3, ở Nga đã ghi nhận 17 trường hợp nhiễm COVID-19, chủ yếu là lây nhiễm từ Italia. Chính quyền Moscow đã ban bố tình trạng báo động cao, có riêng một đường dây nóng bắt buộc các du khách phải đăng ký thông tin sau khi trở về từ vùng dịch. Nhật Linh, phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam từ Moscow, Liên bang Nga.